Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm nốt bài tập test số 3 trong loạt 3 bài test của đề cương ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 7 nhé. Trong những video lần trước là mình đã chữa xong cho các bạn bài test số 1 và test số 2 rồi. Đây nhá, đây là bài test số 1 này và test số 2. Riêng test số 2 này chúng ta đã chia ra làm 2 video riêng để tránh bị dài quá. Và mình đã chữa cho các bạn rất cụ thể trong hai video đó rồi. Nên các bạn nào mà chưa xem thì có thể mở ra xem lại nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập test số 3. Bài test số 3 này cũng khá là dài. Đây các bạn nhìn xem. Chúng ta có như thế tất cả là 6, 7, 7 bài tập tất cả. Thì mình sẽ chia ra làm hai video để cho các bạn dễ theo dõi. Tránh bị dài quá, chúng ta xem sẽ bị rối. Và hết bài test số 3 này là chúng ta đã có một cái vốn ôn tập trong kỳ thi học kỳ 1 rất là khá là đầy đủ rồi. Thì các bạn nếu như có cái bài tập nào mà chúng ta muốn ôn tập thêm hoặc là có cái đề cương nào ở trường chẳng hạn thì chúng ta muốn làm chẳng hạn thì có thể gửi email cho mình thì mình sẽ làm riêng video về những phần đó cho các bạn theo yêu cầu của các bạn luôn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập đầu tiên này. Bài này là bài tập ngữ âm và chúng ta sẽ cùng nhau làm luôn nhé. Mỗi từ mình sẽ đọc và viết phiên âm theo bên cạnh cho các bạn. Câu thứ nhất này, có 4 chữ A được gần chân, chúng ta sẽ xem chữ A nào được phát âm khác nhé. Từ thứ nhất, map là cái bản đồ. Và chỗ này là gì nhỉ? Viết A mà đọc thành E đúng không? Viết A đọc E thì đây là âm E của A. Âm E của A thì chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu phiên âm là chữ E chập như thế này. Đó, E chập hoặc là E bẹt. Các bạn nhớ ghi nhớ cái ký hiệu này nhé. Tức là từ nào mà có cái chữ A ấy, chữ A đó mà được phát âm thành âm E thì viết A mà đọc thành E thì chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu là chữ E chập như thế này. Hai chữ E xuôi và E ngược dính lưng vào nhau như thế này gọi là E chập. Rồi, từ tiếp theo này, hat. Hat là cái mũ, cũng là viết A đọc E đúng không? Thì chúng ta cũng sử dụng ký hiệu E chập, được chưa nhỉ, để viết phiên âm. Câu tiếp, cap. Cap là cái mũ lưỡi chai. Cũng đây, từ này cũng vẫn là gì nhỉ? Viết A đọc E đúng không? Cũng là E chập như thế này. Và từ cuối cùng, từ này rất là quen thuộc với các bạn đúng không nào? Chúng ta sẽ đọc từ này là gì? What. What hoặc là what. What. Có hai kiểu đọc. Một là âm á như thế này. Hai, mình viết O đây tức là có kiểu thứ hai này. Hoặc là âm O, hai là kiểu thứ hai là âm O ngắn. Đây, what. Nếu đọc theo âm á thì chúng ta sẽ đọc là what. Còn nếu đọc âm O ngắn thì đọc là what. What, đúng chưa các bạn? Rồi, như vậy các bạn thấy là gì? Trong câu này có ba từ là map, hat và cap là giống nhau đúng không? Là viết A mà đọc thành E, là âm E. Chỉ riêng có từ what hoặc là what này đọc khác đi thôi đúng không? Như vậy đáp án sẽ là cái này đúng chưa nào? Rồi, câu thứ hai này. Hot. Hot, ở đây là âm O ngắn. Hot. Từ tiếp theo, bottom. Bottom là cái chai đúng chưa nào? Cũng là âm O ngắn. Từ thứ ba, từ này đọc là roll. Roll. Đây là động từ nhé. Roll là lăn. Lăn tròn, đây là một nguyên âm đôi. Roll, đây. Ơ, u. Cái chữ O này được phát âm là âm O. Là nguyên âm đôi các bạn nhé. Nguyên âm đôi này, đây là âm là bao gồm âm Ơ và âm U. Kết hợp với nhau tạo thành một nguyên âm đôi đọc là O. Roll, đúng chưa nào? Cái phần nguyên âm đơn, nguyên âm đôi này mình đã từng làm video hướng dẫn rất là kỹ cách viết và đọc phiên âm ký hiệu của từng loại âm một rồi. Nếu bạn nào mà chúng ta chưa xem thì có thể mở ra xem lại nhé. Rồi và từ cuối cùng này là đọc là gì nhỉ? Coffee. Coffee. Cái chữ O này có thể đọc là âm O ngắn hoặc O dài đều được các bạn nhé. Nếu các bạn nào mà chưa quen thì có thể mở cái từ điển Oxford ra để chúng ta đối chiếu lại. O dài hoặc là O ngắn đều được. O dài ký hiệu là C ngược hai chấm, còn O ngắn ký hiệu là chữ A ngược như thế này. Đây, các bạn đọc là coffee hoặc là coffee được chưa nhỉ? O dài hoặc O ngắn đều được. Rồi, như vậy các bạn thấy là gì? Trong bốn từ này thì có từ hot, bottom và coffee là đều có âm O ngắn đúng không?
Riêng cái từ row này là âm nguyên âm đôi, là âm âu khác hẳn luôn đúng không nào? Vậy đáp án sẽ là C. Rồi. Câu thứ ba này. Daughter. Daughter. Cái chữ AU này được phát âm là âm O dài. Daughter. O dài ký hiệu là C ngược hai chấm. Đây chữ C ngược này, thêm dấu hai chấm hoặc là âm O dài. Từ tiếp theo là sauce. Sauce là nước sốt đúng không? Cũng thế, cũng là âm O dài. Từ tiếp. Đây là cô gì đúng không nào? Aunt. Aunt là âm alpha. Từ này có thể đọc là aunt hoặc là aunt đều được nhé. Alpha là âm A dài này. Hoặc là âm E. E chậm. Đây. Aunt hoặc là aunt đều được. Và từ cuối cùng, laundry. Laundry là tiệm giặt ủi hoặc giặt là. Đây cũng là âm O dài, đúng chưa nào? Laundry. Các bạn chú ý này, chữ A với chữ U này đều là hai chữ nguyên âm, đúng chưa? Với hai nguyên âm đứng cạnh nhau thường là sẽ đọc dài. Nên các bạn để ý cái đó nhé. Thường hai nguyên âm đứng cạnh nhau thì sẽ đọc dài. Đó. Trong bốn từ này thì có ba từ là daughter, source và laundry đều là O dài. Riêng có từ aunt hoặc là aunt, đúng chưa nhỉ? Đọc là âm A hoặc là âm E. Đó thì nó sẽ là đáp án khác với ba từ kia đúng không? Được. Câu thứ tư này. Cái từ này chúng ta sẽ đọc là gì hả các bạn? Chúng ta sẽ có ba kiểu đọc cho từ này nhé. Có kiểu đọc nhẹ và kiểu đọc mạnh. Đọc nhẹ thì là words. Words là các bạn sẽ đọc là âm ơ ngắn. Words. Đây, âm ơ ngắn này. Kiểu thứ hai là đọc mạnh. Đọc mạnh thì chúng ta sẽ có hai kiểu, đọc là was. Was là âm á. Đó, kiểu này thì ít đọc nhưng nó vẫn có. Và kiểu thứ ba đọc là was. Was là âm o ngắn. Đó, nếu mà đọc mạnh thì chúng ta sẽ có hai kiểu đọc như thế. Mình đọc lại này. Đọc nhẹ này, was. Đọc mạnh này, was. Và đọc mạnh kiểu khác này, was. Được chưa nhỉ? Cái chữ S này chúng ta sẽ phát âm là âm dược. Rồi, và cái này thì chúng ta cần luyện đọc nhiều cho nhớ thôi. Rồi tiếp theo đọc là walk. Walk. Cái này là âm O dài. O dài ký hiệu là C ngược hai chấm. Từ tiếp. Từ này đọc là water. Water cũng là âm O dài. Từ này có nghĩa là nước đúng không nào? Rồi, và từ cuối cùng đọc là wall. Water. Khi mà một nguyên âm này, như chữ A này này, một nguyên âm mà được theo sau bởi hai phụ âm đúng liền nhau như thế này, thì thường cái nguyên âm đó sẽ đọc dài ra, đúng chưa? Đọc dài. Rồi như vậy các bạn thấy là gì? Trong bốn từ này thì có ba từ là walk, water và wall là đọc ba âm o dài đúng không nào? Chỉ riêng có cái từ words này là nó có ba kiểu đọc riêng và không có cái nào nó có âm o dài cả, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn A là đáp án. Rồi xong. Câu số 5 này. Morning. Morning. Ở đây thường thì trong tiếng Anh nhá, thì những cái từ nào ấy mà có cái nguyên âm mà đứng được theo sau bởi hai phụ âm giống nhau như thế này, như là từ wall này, hoặc là nguyên âm đó có chữ R đứng sau thì nguyên âm đó sẽ được đọc dài. Ví dụ như từ morning là chữ O này là nguyên âm này, có chữ R đứng sau này, thì cái morning này âm o này sẽ là o dài nhá. Nên là morning là o dài. Mình nói là thường thôi chứ không phải quy tắc luôn luôn đúng 100%, vì đôi khi vẫn có những cái ngoại lệ mà chúng ta vẫn phải sử dụng từ điển để tra cứu lại. Cho nên khuyên các bạn là tốt nhất chúng ta nghi ngờ chỗ nào chúng ta cũng vẫn nên tra lại từ điển nhá, chứ không bao giờ có một cái quy tắc nào áp dụng chung cho tất cả được. Đây thì nó là đại đa số thôi nhá. Rồi cái từ này đọc là forget. Forget, đây cái R này, chữ O này được phát âm là âm O ngắn. Forget, đây chữ O ngắn đây, được chưa nào? Từ tiếp theo, pork, pork, từ này là thịt lợn đúng không? Chữ O này được phát âm là âm O dài, pork, O dài, ký hiệu là sinh ngược hai chấm. Rồi và cuối cùng
số 40 này, 40, đúng chưa nào? Cũng lại là âm o dài. Đó. Xong. Thế như vậy các bạn thấy là gì? Chỉ riêng có cái từ forget này là âm ơ thôi đúng không? Còn lại ba cái từ kia đọc là âm o dài hết. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi, xong nhá. Như vậy là mình đã chữa xong cái bài tập ngữ âm cho các bạn rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập trắc nghiệm. Được chưa nào? Rồi, câu đầu tiên. Câu này thì rất giống với câu ở trong bài tập test số 2 rồi nhá. Hôm trước mình cũng đã làm đây. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau làm đây rồi. Được chưa nào? Câu này là gì các bạn? Chọn xin lỗi, anh có thể chỉ đường cho tôi tới cửa hàng thức ăn được không? Khi mà chúng ta muốn hỏi xin sự giúp đỡ của ai đó đúng không nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng một câu nói lịch sự là xin lỗi đã làm phiền. Excuse me. Đó. Excuse me, xin lỗi đã làm phiền. Câu số 2. Đây là câu chỉ đường đúng không nào? That street là cái phố kia này. Và cửa hàng thức ăn thì ở cái góc tiếp theo. Corner là góc. Ở đây chúng ta có bốn đáp án là go along là đi dọc theo, turn right là rẽ phải, on the left là ở bên trái, và turn on là bật lên. Rồi các bạn thấy là gì nhỉ? Turn on thì bật lên, turn on thường hay dùng như là bật tivi, bật đài, bật đèn lên đúng không? Turn on, turn off. Như vậy cái này không dùng được này. On the left, ở bên trái của cái gì đó thì đằng sau phải có giới tự of. Như thế này. Ở đây không có giới tự of cho nên là chúng ta không dùng được. Turn right, turn right hay là turn left là rẽ phải, rẽ trái đúng không? Rẽ phải hoặc rẽ trái ở đâu đấy chúng ta phải có giới tự at như thế này. Nhưng mà câu này lại không có giới tự at, đúng chưa nào? Như vậy là cũng không dùng được này. Chỉ còn đáp án là go along thôi. Bản thân từ along đây đã là một giới tử rồi. Nên thì chúng ta sẽ sử dụng đáp án này nhé. Có nghĩa là hãy đi dọc theo con phố đó và cửa hàng thức ăn thì ở cái góc tiếp theo. Đó, vậy đáp án sẽ là A. Go along. Câu thứ 3. Tôi thường không đi học bằng xe buýt bởi vì mất rất nhiều thời gian. Đi xe đạp thì tốt cho sức khỏe hơn nhiều. Câu này chúng ta sẽ là gì nhỉ? Tốn thời gian làm việc gì đó đúng không? Tốn thời gian thì chúng ta sử dụng động từ takes, đúng chưa nào? Câu thứ 4. Bác sĩ nói rằng bố của tôi sẽ bị ốm nếu ông ấy không dừng hút thuốc, đúng không? Chúng ta có bốn đáp án là until là cho đến khi, when là khi nào, khi mà, unless là trừ khi hoặc nếu không. Chúng ta cứ dịch là nếu không cho dễ hiểu nhé. Còn if là nếu. Rồi, vậy chúng ta sẽ thử lắp bốn cái đáp án này vào đây xem cái nào đúng ý nhất nhé. Nếu mà dùng until này thì câu này sẽ là gì? Bác sĩ nói rằng bố của tôi sẽ bị ốm cho đến khi ông ấy dừng hút thuốc. Sai ý đúng không nào? Vậy cái này bỏ này. When là khi này. Và bác sĩ nói rằng bố của tôi sẽ bị ốm khi mà ông ấy dừng hút thuốc. Cũng không đúng đúng không? Dừng hút thuốc còn cái là ốm luôn. Vậy là sai. Vậy cái này cũng không dùng được. Unless là nếu không. Bác sĩ nói rằng bố của tôi sẽ bị ốm nếu ông ấy không dừng hút thuốc, không bỏ thuốc. Đúng chưa? Vậy cái này là đúng ý rồi này. Vậy còn if thì là sao? Bác sĩ nói bố của tôi sẽ bị ốm nếu ông ấy bỏ hút thuốc. À, nếu mà bỏ thuốc còn sẽ bị ốm. Cái này là càng không đúng đúng không? Vậy chỉ có đáp án là C thôi. Đó, các bạn cứ dịch từng cái ra xem cái nào là hợp lý nhất thì chúng ta chọn. Câu số 5. Anh ta mua chấm chấm những quyển sách và rồi sau đó đi về nhà. Câu này thì chính là câu ở trong bài test số 2 là hôm trước mình đã chữa rồi. Đây. Câu chính là câu số 6 của bài test số 2 này. Được chưa nhỉ? Đáp án là a few. Những bạn nào mà chưa xem cái test số 2 này của mình thì có thể xem lại. Và bây giờ thì mình cũng sẽ giải thích lại một lần nữa cho các bạn nhé. Là sao chúng ta lại chọn a few nhỉ? Các bạn nhìn vào đây này. Câu này thì có gì nhỉ? Books. Books đây là những quyển sách đúng không? Đây là danh từ đếm được và đang ở đoạn số nhiều. Đúng chưa nào? Với danh từ đếm được thì nhiều của danh từ đếm được sẽ dùng many. Và ít của danh từ đếm được sẽ là few. A few. Đúng chưa? Ở trong bốn đáp án này thì có a little là không dùng được. Thứ nhất là không dùng được tại vì nó đi với danh từ không đếm được. Đúng chưa? Như vậy cái này loại luôn này. Thế còn a lot. A lot nghĩa là nhiều, bằng nghĩa với many hoặc là much và dùng chung cho cả danh từ đếm được và không đếm được. Nhưng bắt buộc nó phải có giới tự of. Như thế này. Nhưng mà hiện giờ câu này đã không có giới tự of, đúng không? Cho nên là cái này không dùng được. Bỏ. Còn much more.
Much more ở đây chính là dạng nhấn mạnh của so sánh hơn. Câu này không sử dụng so sánh hơn. Ở đây không có cái sự tương quan so sánh giữa hai đối tượng. Đã so sánh hơn thì phải có than, đúng chưa nào? Nhưng câu này không dùng so sánh hơn này, như vậy nó không dùng được này. Thứ hai nữa là nếu mà muốn nhấn mạnh so sánh hơn của danh từ đếm được thì chúng ta phải sử dụng là many more, đúng chưa? Many more books. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là B nhé. A few ở đây có nghĩa là một vài, một số, và nó đi với danh từ đếm được. Và tuy là một vài, một số là ít, ít nhưng mà nó vẫn là hơn một. Một vài, một số đúng không? Vẫn là hơn một, cho nên là cái danh từ đếm được này vẫn phải có S. Nếu các bạn chú ý nhé. Câu số 6 này. Ngọc sau đó này ăn đồ ăn nhanh bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của cô ấy. Rồi, bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của cô ấy cho nên là Ngọc làm sao? Không thể là thích hay là yêu thích ăn đồ ăn nhanh đúng không? Như vậy đáp án A và B này là loại này. Hates là ghét này. Enjoy này là thích này, cũng là bỏ luôn này. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Đúng chưa nào? Việc hết ý của câu ra chúng ta sẽ thấy cái nào phù hợp nhất. Câu số 7. Nếu cậu muốn sống lâu thì cậu không nên ăn nhiều thịt đỏ. Red meat là thịt đỏ. Rồi. Cậu không nên ăn đúng không nào? Should là nên, needn't là không cần, have to là phải, còn shouldn't nghĩa là không nên. Chúng ta sẽ chọn đáp án là đi, không nên. Câu số 8. Đừng nằm đọc sách trong giường, nếu không thì cậu sẽ làm hại đôi mắt của cậu đấy. Rồi. Ở đây có bốn đáp án là or, and, but và so. Or ở đây định nghĩa là nếu không thì nhá. Và mình mở rộng cho các bạn luôn là có ba từ này, ba từ và cụm từ này đều có nghĩa là nếu không thì. Thứ nhất chính là or này, thứ hai là or else. Đây, or else. Và cái thứ ba là otherwise. Đó. Đây là mình đang mở rộng cho các bạn thôi. Để các bạn thuộc luôn nhá. Or else hoặc là otherwise đều có nghĩa chung là nếu không thì, và cách sử dụng y như nhau. Được chưa nào? Hiện giờ các bạn mới đang ở trình độ lớp 7 thì chúng ta chưa học sâu về cái này. Thế nhưng mà lên trình độ trên và lên cấp 3 thì các bạn sẽ học rất sâu, rất kỹ về cái phần nếu không thì này. Cách biến đổi từ câu if, câu nếu sang câu nếu không thì như thế nào. Từ if sang or, từ or về if như thế nào. Thì cái đó là cái nội dung cực kỳ quan trọng và rất hay bị hỏi trong các cái kỳ thi, ví dụ như thi đại học. Cái này thì nào về sau lên trình độ trên mình sẽ đọc kỹ cho các bạn. Hiện giờ các bạn học thuộc lòng đi đã. Ba từ như thế này là nếu không thì nhá. Câu này này các bạn để ý này, thì đằng trước là câu mệnh lệnh, thì đằng sau sẽ là nếu không thì và một mệnh đề tương lai. Mệnh lệnh or will, đúng chưa nhỉ? Mệnh lệnh này, or để đây này, biến or vào đây. Rồi đằng sau sẽ là will, đó. Câu thì tương lai, thì câu này sẽ là đáp án là A nhá. Rồi, còn and là và này, but là nhưng, sâu là bởi thế, bởi vậy. Vì cái này thì đều không dùng được trong câu này. Cấu trúc ngữ pháp này chúng ta chỉ dùng câu or thôi. Là nếu không thì đừng đọc sách trong giường, nếu không thì cậu sẽ làm hại đôi mắt của cậu đấy. Được chưa nào? Ví dụ câu khác, ví dụ như là hãy về nhà sớm đi, nếu không thì mẹ cậu sẽ mắng đấy. Hoặc là hãy giữ trật tự đi, nếu không thì cậu sẽ không nghe được cô giáo giảng bài đâu. Đó, thì tất cả những cái câu đó thì các bạn nhớ làm cái câu mệnh lệnh này, sau đó là đến or này, và đằng sau là mệnh đề tương lai, will. Cứ như thế mà làm. Rồi câu 9 nhá. Tôi này chơi các board, cái này thiếu chữ R, board games. Tôi là thấy làm sao? Các cái trò chơi bàn cờ đúng không? Rất là thú vị bởi vì tôi có thể chơi chúng với các bạn của mình. Rồi, có bốn đáp án là think, fight, say và tell. Rồi, các bạn thấy là gì? Nếu là think, nếu là tôi nghĩ rằng, đúng không? Hiểu ngầm là I think that. Thì đằng sau phải có is, tức là playing board games ở đây sẽ là chủ ngữ này. Thì tôi nghĩ là việc chơi các cái trò chơi board games này làm sao là thú vị thì bắt buộc nó phải có is ở đây. Đó, nếu chúng ta điền think thì chỗ này sẽ phải có is. Được chưa nào? Tại vì hiểu ngầm ở đây có một mệnh đề that. Tôi nghĩ rằng I think that. Như thế này. Đó. Thì đằng sau that thì sẽ là một mệnh đề. Mệnh đề là một câu thì phải có bao gồm một chủ ngữ và động từ. Nhưng mà hiện giờ câu này lại không có is, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ không dùng think được. Và các bạn hiểu chưa nào? Chỉ có tìm dùng đáp án là fight và tôi thấy. Đúng chưa? Thì câu này chúng ta nói là cấu trúc là gì nhỉ? Chủ ngữ này fight, sau đó là đến một cái
Tân ngữ rồi đến tính từ luôn. Đó, tôi thấy, file đây không phải tìm nhá, có nghĩa là thấy. Tôi thấy thì chơi board game rất là thú vị. Đó. Say và tell là nói thì không dùng được. Tôi nói là say thì phải say that, tell để tell somebody, say đằng sau phải có that như thế này. Nhưng không có that này. Còn tell thì tell đi với người nào đó chẳng hạn. Tell me, tell him, tell her, vân vân. Và đằng sau này không có người. Đó, đây là chỉ là một vật thôi nên dùng không dùng được. Và chúng ta sẽ dùng đáp án là file thôi. Được nhá. Câu số 10. Trước khi chuyển tới Hà Nội thì bố mẹ của tôi sống ở Hà Nam. Chúng ta có bốn đáp án là have lived là đã sống và thì hiện đã hoàn thành này. Câu B là have been living là đã đang sống, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Lived là sống, đã sống đây là quá khứ này. Và live là hiện tại đơn. Câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Trước khi chuyển tới Hà Nội. Cái việc chuyển tới Hà Nội này là đã chuyển chưa nào? Chuyển rồi đúng không? Trong quá khứ rồi đúng không nào? Thì bố mẹ tôi đã sống ở Hà Nam. Việc mà bố mẹ tôi sống ở Hà Nam này, chuyển tới Hà Nội này là đều đã xảy ra trong quá khứ rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng đáp án C, lived, trong quá khứ. Còn hiện tại hoàn thành thì chúng ta sẽ không sử dụng được nhé. Hiện tại hoàn thành là hành động mà bắt đầu trong quá khứ nhưng còn kéo dài cho đến hiện tại và còn tiếp diễn trong tương lai nữa, chưa có điểm dừng. Còn việc bố mẹ tôi sống ở Hà Nam này là việc đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi, không còn liên quan gì đến hiện tại nữa, cho nên chúng ta sẽ không sử dụng hai đáp án thì hiện tại hoàn thành này. Được chưa nào? Rồi. Hiện tại đơn thì càng không dùng được đúng không? Bởi vì là việc bố mẹ tôi sống ở Hà Nam này cũng là việc trong quá khứ rồi. Hiện tại thì là bố mẹ tôi đang ở Hà Nội cơ, chứ không phải sống ở Hà Nam. Như vậy cái live này hiện tại đơn là không dùng được. Chúng ta chỉ sử dụng đáp án C mà thôi. Các bạn đã hiểu chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài này là bài nối câu hỏi của cột A với câu trả lời của cột B. Các bạn sẽ dịch ra và cùng làm nhé. Can I help you? Là tôi có thể giúp bạn được không? Thường là câu hỏi của người bán hàng khi mà có khách bước vào cửa hàng đúng không? Câu trả lời của khách hàng là gì nhỉ? Yes, I'd like some green tea. Vâng, tôi muốn một ít trà xanh. Vậy đáp án này sẽ là D đúng không? Mình sẽ viết đáp án sang bên cạnh. D, được chưa nào? Câu số 2. How much beef do you want? Nghĩa là anh muốn hoặc bạn muốn bao nhiêu thịt bò. Rồi, beef là thịt bò này. Đây là câu hỏi ý muốn nói là gì? Người mua này muốn mua bao nhiêu thịt bò đúng không? Mấy cân mấy lạng này. Trả lời là gì nhỉ? 1 kilo please, 1 cân. Trả lời đây là 1 cân đúng không nào? Ok, E. Câu E nhé, là đáp án này. Câu số 3. What do you need? Anh cần gì? Câu trả lời là gì nhỉ? I like some rice. Tôi muốn một ít gạo, đúng không nào? A, đáp án sẽ là A. Câu số 4. How many each would you like? Sao lại how many each nhỉ? Chắc là đề gõ sai chính tả rồi các bạn ạ. Câu này phải là how many eggs, đúng không? Hỏi trứng thôi, each là động từ, chúng ta không thể sử dụng như danh từ được. Đây là hỏi là gì? Anh muốn bao nhiêu trứng, bao nhiêu quả trứng? Câu trả lời là C, một tá, a dozen. Đây là một tá, đây là C. Các bạn sửa hộ mình cái chỗ này nhé, là X, có S nhé. Rồi, câu số 5 này, how much is a loaf of bread? Một ổ bánh mì. Cái đề này là mình tải ở trên mạng xuống các bạn ạ, cho nên là có thể một số chỗ là cần đo người đánh máy, người ta họ sai. Trong quá trình làm thì chúng ta phát hiện ra chỗ sai thì chúng ta sẽ cùng sửa luôn nhé. Chỗ này phải là a loaf of bread, có nghĩa là một ổ bánh mì. Đây là số ít này. Một ổ bánh mì thì giá bao nhiêu? Câu trả lời là $2, $2. Câu B, được chưa nào? Rồi, như vậy là xong cái bài tập mà nối câu hỏi và câu trả lời này. Ok, có lẽ là mình sẽ xin phép dừng cái video ngày hôm nay tại đây nhé. Đây là video phần 1 của bài test số 3. Chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và trong video tiếp theo là mình sẽ tiếp tục chữa sang nốt những cái bài tập còn lại. Đấy là bài chia động từ này, bài điền từ, bài đặt câu và bài viết lại câu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.